Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Thanh Bình Đắk Nông. Cả nhà để ý cái con đường di chuyển từ cái mảnh đất này, từ cái con đường đất này ra đến đường bê tông thì rơi vào khoảng 600m. Và từ cái vị trí đường bê tông ra đến tỉnh lộ 681 thì rơi vào khoảng 4,5 km. Cả nhà để ý kỹ cái đường di chuyển vào trong cái lô đất này quý vị nhé. Đường thì xe ô tô đi vào đến đất luôn quý vị nhé. Tổng diện tích của cái mảnh này là 1 hecta trên sổ. Đây là cái suối nước ạ, suối nước chảy xung quanh trên cái rẫy mình, suối lớn chảy quanh năm quý vị nhé. Mật độ thì đất thì rất là bằng đẹp luôn. Trên đất thì có 130 cây sầu riêng, trong đó khoảng 80 đến 100 cây gì đó là thu chính nha quý vị nhé. Rồi bên cạnh đó thì còn có một số cây ăn trái như là mít thái, ổi, chôm chôm và 150 hay là 60 gì đó cây bơ, thì tất cả đã có thu nhập cao luôn quý vị nhé trên cái tổng diện tích này. Thì như trên màn hình quý vị thấy ở đó, đất rất là bằng đẹp luôn, nước nuôi rất là thuận tiện. Và con đường di chuyển của chúng ta từ mảnh đất này ra đến đường bê tông thì rơi vào khoảng 600m. Đường đi lại thì ô tô di chuyển vào đến đất của mình luôn. Vâng, đây là những cái cây sầu riêng đã trưởng thành. Đây là cái cây dô gia. Đất rất bằng đẹp, màu mỡ luôn. Đất đỏ ba gian, đất tươi xốp, đất này là không có đá quý vị nhé. Và trên cái đất mình đó là có một cái ao. Đây là bác chủ đang dẫn em đi xem đất đây. Đất rất bằng đẹp luôn. Mình có cái hồ giữa em. Đấy thường phải có ao chứ. Năm nay lắm rồi mà em nuôi cá em thả gà rồi. Tuyệt vời luôn, cái đó phải là. Chị em để ý cái suối nước xung quanh đất của mình quý vị nhé. Đây là cái suối nước này. Nước rất là bao la luôn xung quanh rẫy của mình. một trăm bảy mươi cây bơ, 130 cây sầu riêng lớn nhỏ, và cụ thể là được bao nhiêu cây sầu riêng lớn anh? 100 cây sầu riêng lớn có thu. Suối nước chảy xung quanh rẫy của mình luôn quý vị nhá. Suối rất là lớn luôn, chạy quanh năm. Và toàn bộ diện tích đã được trồng kính các loại cây trồng rồi quý vị nhé. Đất này thì cách cái đường điện nhân sinh chỉ có vài trăm mét thôi quý vị nhé. Quý vị quan tâm mua mảnh này thì làm nhà ở và kéo điện về. Trên đất thì đã có một cái cây, một cái nhà gỗ có sẵn rồi.
quý vị để ý cái hoa này, hoa cũng rất là nhiều quý vị nhé, hoa tây rất là nhiều luôn, đang quá trình đậu trái ạ. Quý vị xem kênh thì vui lòng cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh quý vị nhé. Đất này á, thì em nói lại là tọa lạc tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đất này cách đường bê tông chỉ có rơi vào khoảng 600 mét đường ô tô di chuyển vào tới rậy. Và đất này cách tỉnh lộ 681 chỉ khoảng 4,5 km. Và ra lại trung tâm thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Sơ Lấp thì rơi vào khoảng 8,5 km nha quý vị. Và từ cái vị trí đất của mình mà ra đến quốc lộ 14 á, trung tâm chợ Kiến Đức á, nó rơi vào khoảng 8,5 đến 10 km nha quý vị. Dạ. Tức là cái ranh bên của mình từ cái đây, tại cái ranh suối này. Một nửa cái ranh bên này là suối cái đất của mình. À, là hấp qua bên này là của mình hết. Dạ. Vâng, em xin dừng cái video clip tại đây. Hẹn quý vị và các bạn lại những cái video clip sau. Xin được chào quý vị và các bạn.